Luật sư của nữ đồng phạm người Indonesia hôm 9 tháng 2 tiết lộ trước tòa rằng thân chủ của ông được trả 650 ringgit, tức là khoảng 165 đô la một ngày, để thực hiện trò chơi khăm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam. AP dẫn lời luật sư Woi Sun Sung nói bị can Siti Asya được trả thù lao và tiền taxi tổng cộng 650 ringgit một ngày từ 6 tới 9 tháng Giêng và trong ngày 15 tháng Giêng năm ngoái. Đồng phạm người Việt Đoàn Thị Hương cũng bị buộc tội giết anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt nạn nhân ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2, 2017. Luật sư nói hai bị cáo này nghĩ rằng họ đang diễn một trò chơi khăm cho một show truyền hình, không biết là đang đánh thuốc độc giết ông Kim. Malaysia đã tiến hành 5 phiên tòa với 13 đợt, kéo dài trong 33 ngày, xét xử ở cấp quận và cấp liên bang. Phán quyết cuối cùng sẽ được Tòa Thượng thẩm Liên bang đưa ra trong thời gian tới, sau quá trình xét xử, thẩm vấn và có đủ cơ sở kết tội.